một kỷ lục mới được xác lập, hố đen mới được tìm thấy gần trái đất nhất. Được đặt tên Gaia BH1, chỉ cách hành tinh của chúng ta 1.560 năm ánh sáng. Một nghiên cứu mới báo cáo rằng, một lỗ đen lớn gấp 10 lần mặt trời của chúng ta nằm cách trái đất 1.560 năm ánh sáng, gần gấp đôi so với nhà vô địch lân cận trước đó. Vật thể mới được tìm thấy, một lỗ đen có khối lượng sao gọi là Gaia BH1, nằm trong một hệ nhị phân, có thành viên khác là một ngôi sao giống mặt trời. Ngôi sao đó ở cách xa lỗ đen đồng hành của nó bằng với trái đất so với mặt trời. Điều này khiến Gaia BH1 thực sự rất đặc biệt. Tác giả chính của nghiên cứu Karim L. Badri thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard The Smithsonian ở Massachusetts và Viện Thiên văn Max Planck ở Đức cho biết, nói trong một tuyên bố, đây là phát hiện rõ ràng đầu tiên về một ngôi sao giống như mặt trời trong một quỹ đạo rộng xung quanh một lỗ đen có khối lượng sao trong thiên hà của chúng ta. Các nhà thiên văn học cho rằng, thiên hà Milky Way của chúng ta chứa khoảng 100 triệu lỗ đen có khối lượng sao, những vật thể ngấu nghiến ánh sáng, có khối lượng lớn hơn mặt trời từ 5 đến 100 lần. Tuy nhiên, kích thước nhỏ của chúng khiến những thiên thể này tương đối khó phát hiện, đặc biệt là bằng kính thiên văn. Máy dò sóng hấp dẫn gần đây đã thành công hơn, tìm ra bằng chứng về sự hợp nhất liên quan đến những vật thể này. Và những thứ mà các nhà khoa học nhìn thấy có xu hướng là nhị phân tia X, lỗ đen kéo vật chất từ một ngôi sao đồng hành vào một đĩa bồi tụ xung quanh nó. Bụi và khí quay quanh quỹ đạo nhanh này phát ra tia X, ánh sáng năng lượng cao mà một số kính thiên văn mạnh có thể quan sát được. Tuy nhiên, không phải tất cả các lỗ đen có khối lượng sao tồn tại trong các hệ nhị phân đều tích cực kiếm ăn. Việc tìm kiếm các đối tượng không hoạt động này thậm chí còn khó hơn và đòi hỏi các chiến lược khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật thay thế như vậy trong nghiên cứu mới. Họ nghiên cứu dữ liệu được thu thập bởi tàu vũ trụ Gaia của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA. Tàu vũ trụ đang lập bản đồ chính xác vị trí, tốc độ và quỹ đạo của khoảng 2 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà. Một trong những ngôi sao đó chính là người bạn đồng hành cùng Gaia BH1. Chuyển động của nó hiển thị những bất thường nhỏ. Một dấu hiệu cho thấy một thứ gì đó khổng lồ và không thể nhìn thấy đang kéo nó theo lực hấp dẫn. Các phép đo Gaia cho thấy một lỗ đen có thể có lực kéo đó, nhưng các nhà khoa học cần thêm dữ liệu để biết chắc chắn. Vì vậy, họ đã nghiên cứu ngôi sao bằng một số thiết bị đặt trên mặt đất, bao gồm kính thiên văn Gemini North và Keck 1 ở Hawaii và kính thiên văn Magellan Clay và MPG ở Chile. Những quan sát tiếp theo này kết hợp với dữ liệu Gaia cho phép nhóm nghiên cứu đo lường hệ thống một cách chi tiết. Họ đã xác định được vật thể không nhìn thấy này có khối lượng bằng 10 mặt trời và quay quanh tâm khối lượng của hệ thống khoảng 186 ngày trái đất một lần, và nó phải là một lỗ đen. El Badri cho biết, các quan sát tiếp theo về Gemini của chúng tôi đã xác nhận ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng hệ nhị phân chứa một ngôi sao bình thường và ít nhất một lỗ đen không hoạt động, El Badri nói. Chúng tôi không thể tìm thấy kịch bản vật lý thiên văn hợp lý nào có thể giải thích quỹ đạo quan sát của hệ thống không liên quan đến ít nhất một lỗ đen. Ví dụ, nếu vật thể không nhìn thấy trong Gaia BH1 là một ngôi sao, nó sẽ sáng hơn nhiều so với bạn đồng hành của nó và do đó dễ nhìn thấy hơn. Nhưng không có quan sát nào của nhóm nghiên cứu tiết lộ gợi ý về một ngôi sao thứ hai trong hệ thống. Hệ thống Gaia BH1 rất hấp dẫn và không chỉ vì nó tương đối gần với chúng ta. Dù sao thì cũng gần trong lượng đồ vũ trụ của mọi thứ, đĩa xoắn ốc nổi tiếng của dải ngân hà rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu không chắc ngôi sao và lỗ đen ở vị trí hiện tại của chúng như thế nào. Khối lượng của Gaia BH1 chỉ ra rằng ngôi sao chết và sinh ra nó phải rất lớn, ít nhất là 20 lần khối lượng mặt trời hoặc hơn. Những người khổng lồ như vậy chỉ sống được vài triệu năm và chúng căng phồng lên rất nhiều trước khi từ bỏ hồn ma. Công việc mô hình hóa cho thấy rằng sự phồng rộp như vậy có thể đã phá hủy người bạn đồng hành trước khi nó có cơ hội phát triển thành một ngôi sao giống như mặt trời. Nếu cả hai được sinh ra cùng một lúc, các nhà nghiên cứu cho biết nếu nó sống sót, lẽ ra nó phải đi trên một quỹ đạo chặt chẽ hơn nhiều so với quỹ đạo mà nó đang chiếm giữ. El Badri nói, thật thú vị là hệ thống này không dễ dàng đáp ứng được với các mô hình tiến hóa nhị phân tiêu chuẩn. Nó đặt ra nhiều câu hỏi về cách hệ thống nhị phân này được hình thành, cũng như có bao nhiêu lỗ đen không hoạt động ngoài kia. Nghiên cứu mới đã được xuất bản trực tuyến trên tạp chí thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia.